Mấy ký vậy? Nó là gần 2 ký với bằng 2 ký. Lấy cái phiếu tính tiền. Nó này anh chế tán rồi. Cái nó này nó có bao nhiêu hộp kim cương? Này 260 viên. 260 viên. Viên này sao lấy bự quá. Viên này 2 ly rưỡi không? 260 viên mà viên này đến 2 ly rưỡi rồi. Cái này là gì vậy?